Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ viết mở bài như thế nào? Không phải là học kiến thức nền, chỉ dừng lại ở việc gì ạ? À, không phải gì, không phải chúng ta chỉ, không phải chúng ta chỉ dừng lại kiến thức nền ở việc đó là đó là chúng ta chỉ để đó. Chị nghĩ rằng là cái quan trọng hơn là chúng ta phải biết sử dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như này nhá. Công thức này. Bắt đầu trong nền văn học việt nam hiện đại được không nhà văn nguyễn tuân được bạn đọc biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ có vốn am hiểu về nhiều lĩnh vực khác nhau đúng không kể đến như là hội họa như hội họa điêu khắc sân khấu điện ảnh được không được không nào trong nền văn học việt nam hiện đại nhà văn nguyễn tuân được bạn đọc biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ đó được không ạ à? ông là một tác giả vô cùng quý trọng nghề nghiệp của mình Được không ạ? Chấm Người nghệ sĩ ấy Luôn quan niệm Sáng tạo nghệ thuật Là một hình thái Lao động Được không ạ? Sáng tạo nghệ thuật Là một hình thái lao động nghiêm túc thậm chí là khổ hạnh và ông đã dùng ngòi bút được không ạ ông đã dùng chính ngòi bút ông đã dùng chính cuộc đời cầm bút hơn nửa thế kỷ của mình để chứng minh cho điều đó đó, ví dụ chúng ta có thể dùng những cái phần dẫn như vậy. Các em có hiểu ý chị không ạ? Sao chúng ta dẫn vào? Một trong số những cái tác phẩm những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc là gì đó dẫn vào. Ok chưa? Xong dẫn vào vấn đề cần nghị luận thế thì các em thấy là chị mới có dùng cái này thôi đúng không ạ còn rất nhiều những cái ngữ liệu ở phía trên chúng ta có thể dùng nữa ví dụ như là ý thức cá nhân phát triển cao cá tính mạnh mẽ ví dụ chúng ta có thể dùng một cái cách khác tôi vẫn luôn ấn tượng về nguyễn tuân đúng không một người nghệ sĩ đúng không ạ một người nghệ sĩ mang trong mình ý thức cá nhân phát triển rất cao đúng không và ông đã để cho cái tôi ngông nghênh và kiêu bạc ấy được sống được vùng vẫy trên những trang viết của mình. Đó, được không ạ? Cả cuộc đời đi và viết. Vì yêu thích chủ nghĩa xe dịch Nguyễn Tuân đã khám phá được rất nhiều những vẻ đẹp của đất nước con người việt nam và một trong số đó là hình tượng sông đà trong thiên tùy bút trong thiên tùy bút người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân dẫn vào vấn đề nghị luận các em ơi được không ạ các bạn ơi các bạn có hiểu cái cách mà chị hiên tận dụng không Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu cách chị Hiên tận dụng không ạ? Các em ơi, các bạn có có hiểu cách chị Hiên tận dụng không? À, về bản chất ý, thì chúng ta thấy là ở đây chị chưa có làm một cái gì mà nó quá nâng cao cả. Chúng ta thấy ở đây nó vẫn là những cái rất cơ bản. Nhưng, các em có thể thấy một điều là gì ạ? Là chúng ta đang tận dụng được những gì chúng ta được học, mà chúng ta không bị phí. Có nghĩa chị biết đấy là một trong những cái mà các bạn thường bị phí Đó là gì? Đó là các em học rất nhiều kiến thức nền Nhưng các bạn lại không biết cách tận dụng, không biết cách sử dụng Thế thì các em ghi nhớ để làm gì? Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhé, đây là với một cái thông tin rất nhỏ, những cái dòng thông tin ở phía bên trên thôi Mà chị Hiên đã có thể triển khai được thành mở bài rồi Thậm chí, chị còn có thể sử dụng nó cho những câu dẫn Hay là chị còn có thể sử dụng nó để viết luận điểm một ở trong dạng đề phân tích các em ạ đó thì chị sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn ở trong các buổi khác nhá còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này đây là yếu tố chị đánh giá là quan trọng hơn khi chúng ta tìm hiểu về bất cứ một tác giả nào được không ạ thì các em có thể thấy ở đây này nếu như nói về quá trình sáng tác của nguyễn tuân thì chúng mình sẽ nhắc tới đề tài luôn thì ở đây chị có để một cái sơ đồ. Các em có thể thấy là chúng ta sẽ có cái mốc năm 1945 á. Nó sẽ là một cái mốc để cho chúng ta thấy được nó thực sự đã trở thành một cái trục bản lề lịch sử. Để bản thân nhà văn Nguyễn Tuân có được cái sự thay đổi, một cái cuộc lột xác đấy ạ. Nói về quá trình sáng tác của người nghệ sĩ này, mốc thứ nhất trước 1945 thì sao ạ à bất mãn với thời cuộc được không nào nhưng như chị nói bởi vì là cái tình yêu nước nó vẫn đang chảy âm ỉ thế nên là gì chủ yếu viết về các chủ đề các đề tài đó là gì thứ nhất chủ nghĩa xê dịch Thứ hai, vẻ đẹp vang bóng một thời. Và thứ ba, đời sống trị lạc. Đó, được không ạ? Nhớ giúp chị Hiên nha. Ba chủ đề này. Được không ạ? Đấy là trước 45. Còn như chị đã nói, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì lúc bấy giờ Nguyễn Tuân đã chân thành đem ngòi bút của mình phục vụ cho cuộc chiến đấu của dân tộc thế nhưng ông luôn ý thức được việc thể hiện cá tính độc đáo của mình và đề tài lúc bấy giờ đó là về gì ạ đó là về nhân dân vẻ đẹp đất nước và vẻ đẹp của nhân dân lao động trong chiến đấu và sản xuất được không ạ vẻ đẹp của nhân dân lao động trong chiến đấu và sản xuất đó, thế thì trước tiên chúng mình sẽ có về mặt đề tài nhá Được không nào? Trước tiên là về đề tài Về quá trình sáng tác rất là dễ để chúng ta ghi nhớ đúng không ạ? Đúng không nào? Rất là dễ để chúng ta ghi nhớ đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Tiếp theo, tôi sẽ có về phong cách thể loại sở trường Thì là gì? Tùy bút Nha yeah. Phong cách nghệ thuật Thì chúng ta sẽ có là gì ạ? À, chúng ta có thể thấy thứ nhất Đó là nguyễn tuân là một ngòi bút như thế nào ạ à rất là tài hoa uyên bác đúng không và chúng ta có thể thấy được rằng đây là một nhà văn mà thường đưa những cái kiến thức liên ngành đa ngành với những liên tưởng độc đáo vào tác phẩm của mình được không ạ cái tiếp theo chúng ta có thể thấy ngòi bút nguyễn tuân thường tô đậm những cảm giác phi thường xuất chúng những cái cảm giác mãnh liệt được không ạ với một cái giọng văn vừa cổ kính vừa đĩnh đạc vừa sắc xảo đúng không ạ vừa hiện đại được không nào và chúng ta có thể thấy được rằng là ở nguyễn tuân á thì chúng ta thấy được là bản thân nhà văn nguyễn tuân luôn luôn nhìn thế giới và con người à qua cái góc độ gì nhở văn hóa nghệ thuật đúng không qua cái góc độ gì thẩm mỹ tài hoa nghệ sĩ đúng không ạ thì chúng ta có thể thấy được rằng là có lẽ cũng chính bởi vì cái đấy mà chúng ta thấy được ở nguyễn tuân nhá dù là trước bốn năm hay là sau bốn năm thì có một cái sợi dây như chị đã nói vẫn luôn luôn chảy xuyên suốt đó là gì đó là cái đẹp đúng không ạ dù cho đó là cái đẹp của quá khứ một thời vang bóng hay đó là cái đẹp của hiện tại khi mà nguyễn tuân không còn bất mãn với thời cuộc nữa thì chúng ta có thể thấy rằng nó đều là cái đẹp đúng không ạ và bản thân người nghệ sĩ này thì ông ấy nói rằng là ông ấy tự gán cho mình một cái chứng bệnh và cái chứng bệnh đó được gọi là chứng bệnh chủ nghĩa xê dịch đúng không có nghĩa là đi khám phá viết đúng không nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé nói về những đóng góp của người nghệ sĩ này thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng bên cạnh những cái đóng góp về những cái tác phẩm giá trị thì ở nguyễn tuân chúng ta còn thấy cái sự đóng góp không nhỏ sự đóng góp cho sự phát triển được không ạ à? đóng góp cho sự phát triển của gì của ngôn ngữ văn học việt nam được không ạ à? với những cái sáng tạo về từ ngữ rất là mới mẻ được không nào và những cái tác phẩm tiêu biểu của nguyễn tuân thì các em cũng đã biết rồi chúng ta có thể xem cái nội dung này ở trong sách giáo khoa nha. Vậy thì chốt lại, nếu như để nói về Nguyễn Tuân thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một người nghệ sĩ mang trong mình một cái phong cách gói gọn ở trong một cái chữ gì? À chữ ngông. Được không ạ? Và sâu sắc độc đáo được không ạ? Nếu đúng hơn, những cái từ ngữ mà chị Hiên thường dùng sẽ là tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Được không ạ? Các em ơi, các em có biết không? Nhiều người nói rằng là nếu như mà ông Nguyễn Tuân mà ông ấy còn sống á thì hãy mời ông ấy làm đảm nhiệm một cái chức vụ đó chính là đại sứ văn hóa, đại sứ du lịch cho Việt Nam. Bởi vì tất cả những cái gì mà Nguyễn Tuân thể hiện ở trong những cái tác phẩm của mình á thì nó đều rất là đẹp. Được không ạ? Và dường như cái cách mà Nguyễn Tuân viết về phở này, viết về món ăn này, viết về những cái cảnh đẹp này đều khiến cho người ta muốn đến để thưởng thức, để ăn, để ngắm nhìn. Thế nên người ta mới nói rằng là nếu như bây giờ ấy mà Nguyễn Tuân còn sống thì hãy mời Nguyễn Tuân đảm nhiệm cái chức vụ đó là chủ nhiệm đảm nhiệm một cái chức vụ đó là gì ạ? Đó là đại sứ văn hóa, đại sứ du lịch các bạn ạ. Thế thì bây giờ đối với những cái nội dung này Đối với những cái nội dung về sự nghiệp sáng tác thì chị Yên thường định hướng các bạn là chúng ta nên dùng nó cho cái phần chúng ta viết luận điểm 1. Các em biết luận điểm một là luận điểm gì không ạ? Trong bài phân tích ý Cái luận điểm mà sẽ giúp chúng ta có được 0,5 điểm ý Các em Bạn nào mà ra khỏi mít là lát nữa là không có tài liệu tặng đâu nha Chỉ tặng cho những bạn nào mà đang ở trong mít thôi ạ Nào Các em ơi các em có biết luận điểm 1 của chúng ta là luận điểm mà chúng ta sẽ viết cái gì không? À Khái quát chung về gì ạ? Khái quát chung về gì ạ? Khái quát chung về gì ạ? À, khái quát chung về gì nào ok khái quát chung về tác giả tác phẩm đúng không rất chính xác thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý này chúng ta sẽ có phần khái quát chung về tác giả tác phẩm này như sau nhá viết rất đơn giản thôi được không nào ừ tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc được không ạ? Đó là những từ ngữ để miêu tả về một cuộc về gì ạ? Về một cuộc hành trình đi và viết đầy ngoạn mục của tác gia Nguyễn Tuân. Được không ạ? của tác gia Nguyễn Tuân. Đấy thay vì viết được rằng thay vì viết rằng là Nguyễn Tuân để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc với sự tài hoa uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc, thì các bạn hoàn toàn có thể viết theo cái cách chị định hướng diễn đạt khác. Tài hoa uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc, đó là những từ ngữ để miêu tả về một cuộc hành trình đi và viết đầy ngoạn mục của tác gia Nguyễn Tuân, được không? Trong cuộc hành trình đó, nhà văn này luôn chọn cho mình những cảm xúc phi thường những cảnh đẹp hùng vĩ choáng ngợp được không ạ? Được không? Đó là núi cao vực sâu thác dữ nhưng tất cả đều là những à khung cảnh tuyệt mỹ được không ạ à? tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc đó là những từ ngữ để miêu tả về một cuộc hành trình đi và viết đầy ngoạn mục của tác gia nguyễn tuân trong cuộc hành trình đó nhà văn đã luôn chọn cho mình những cảm xúc phi thường những cảnh đẹp hùng vĩ choáng ngợp các em có thể viết thêm câu này hoặc nếu không cũng không cần nha các bạn bắt vào luôn được không và sông đà chính là một trong những khung cảnh tuyệt mỹ ấy bắt vào người lái đò sông đà là tùy bút được Nguyễn Tuân sáng tác. Đấy, nêu ra hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác, cảm hứng của thiên tùy bút. Được không ạ? À? Rất đơn giản để viết. Đừng có dài dòng ở trong cái ý này. Bởi vì bản chất ấy là các em có viết dài hơn thì nó cũng chỉ được bằng nó điểm thôi. Chúng ta hãy dành nhiều thời gian để một lát nữa viết thân bài ạ. À. Chị nghĩ như vậy sẽ tốt hơn ạ. À. <laughs> Thế thì các bạn có thể thấy ở đây là ở đây chị mới chỉ có dùng một thông tin thôi. Đó là sự tài hoa uyên bác, ngông nghênh và kiêu bảng của người nghệ sĩ này. Đúng không ạ? Và cái thứ hai là chị nói tới những cái nội dung mà người nghệ sĩ đó thường lựa chọn. Đó là những cái cảm xúc phi thường, đó là những cái cảnh đẹp hùng vĩ và choáng ngợp. Tức là chị mới chỉ đang có dùng hai ý thôi. Bản chất nhá, chị có một cái cách viết khác nhá. Viết để dẫn dắt cũng được này, một cách khác, chúng ta viết như sau này. Trước năm 1945 do bất mãn với thời cuộc nguyễn tuân tìm về với vẻ đẹp của quá khứ một thời vang bóng được không ở đó được không nào người nghệ sĩ đã cho bạn đọc thấy được được không những nét đẹp văn hóa xa xưa được không thông qua những câu chuyện thông qua cái gì à thông qua câu chuyện còn để lại nhiều băn khoăn chăn trở chấm thế nhưng Cách mạng tháng 8 thành công Đã trở thành Trục bản lề lịch sử Để Nguyễn Tuân Có được một cuộc lột xác Kỳ diệu Được không? Chấm Nhà văn say mê Hòa vào đời sống thực tại chân thành đem ngòi bút của mình phục vụ cho chiến đấu trên cương vị của một nhà văn. Chậm bắt đầu viết. Tùy bút Người lái đò sông Đà. Đúng không? Ra đời trong giai đoạn này Cụ thể là như thế nào đấy? Đơn giản không ạ? Các em ơi, các em có thấy dễ không ạ? Chúng mình có thấy dễ không ạ? <laughs> các bạn có thấy dễ không ạ? Đấy là cái cách mà chúng ta đang đi tận dụng những cái gì mà chúng ta được trao đổi đấy Chị cho các bạn lời khuyên nha Đừng tìm nhiều quá Đừng tìm nhiều quá mình chỉ cần có đủ thôi Nhưng mà cái quan trọng nhất ý, Là mình sẽ vận dụng nó như thế nào Chứ không phải câu chuyện là tôi có 100 hay 200 Bản chất anh có 50 Nhưng mà anh dùng được tối đa 50 đấy Thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều Được không ạ? Sẽ dễ hơn rất là nhiều Nó sẽ khác nhau một chút đấy Huỳnh Quỳ ạ Nó sẽ khác nhau một chút ạ Tùy bút và bút ký thì bản chất nó thuộc cùng thể ký nhưng mà nó sẽ khác nhau một chút đấy ạ nếu mà em tìm hiểu thì em sẽ thấy là bút ký thì nó sẽ nghiêng nhiều hơn về cái cảm xúc cá nhân ạ còn tùy bút thì vẫn sẽ có đan cài nhưng mà cái cảm xúc cá nhân nó sẽ ít hơn ạ được không nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá ok chưa rất nhiều cái để viết luôn bây giờ nói thật là với cái kiến thức được đưa ra ở đây chị nói thật là chị không biết là chị sẽ diễn đạt và viết cho các bạn được thành bao nhiêu cách nữa nói thực sự là như vậy không biết là có thể diễn đạt được cho các bạn Thành bao nhiêu cách nữa luôn Vì nó quá nhiều cách Thế bây giờ ví dụ chúng ta viết luận điểm 2 đi Là chúng ta bắt đầu phân tích hình tượng sông đà đúng không Đúng không ạ Thì bắt đầu mình viết nhá Mình viết như này mình vẫn dùng thông tin tác giả mình dẫn vào Nguyễn Tuân Là nhà văn độc đáo Độc đáo từ việc Ông lựa chọn hình tượng trong những tác phẩm của mình. Được không ạ? Nguyễn Tuân là nhà văn độc đáo, độc đáo trong việc ông lựa chọn hình tượng trong những tác phẩm của mình. À, được không ạ? Và sông Đà. Một con sông. Đúng không? Độc đáo. Được không ạ? Đã đi vào đã từng bước đi vào được không ạ đã từ gì ạ và sông đà một con sông độc đáo từ trang văn của của tác gia họ nguyễn đã đi vào trong gì ạ à đã bước ra khỏi trang sách và đi vào trong tâm trí của bạn đọc Ví dụ thế xong mình bắt đầu diễn đạt về sông Đà được không ạ? Được giới thiệu là con sông đúng không ạ? Khai sinh ở huyện Cảnh Đông tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đúng không? Cái này thì một lát nữa mình sẽ triển khai. Nhưng ý là gì? Ý chị muốn nói đây là gì? Các bạn ơi, các bạn hãy hãy học cách để các em sử dụng những cái kiến thức các bạn được cung cấp đi Chứ các bạn đừng có Các bạn đừng có vơ vào nhiều để làm gì cả Được không ạ? À? Đừng có học quá nhiều để làm gì cả Cái quan trọng là chúng ta phải sử dụng làm sao cho nó hiệu quả Thì đấy là một vài ví dụ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn đưa ra cho chúng mình nhá Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần hai nhỏ tác phẩm Được không ạ? À? Chúng ta sẽ cùng đến với phần hai nhỏ tác phẩm thì không biết là các bạn có còn nhớ về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này không ạ? Rất đơn giản đúng không? 21 thời gian 1958 chuyến đi thực tế 1960 tập tùy bút sông Đà. Được không ạ? Ok chưa nào? Thế thôi, rất đơn giản. Phải không ạ? À, trước đó thì uh, trong kháng chiến chống Pháp, các bạn biết kháng chiến chống Pháp là diễn ra từ năm nào đến năm nào không ạ? Từ 1945 cho đến 1954. Thì ông Nguyễn Tuân ông ấy cũng đã có thời gian để đi có những cái chuyến đi thực tế tới Tây Bắc rồi. Nhưng mà mãi đến năm 1958 á thì thông qua một cái chuyến đi thực tế, ông ấy mới có được một cái nguồn cảm hứng. Được không ạ? Ông ấy mới có một cái nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất để rồi sau cái chuyến đi thực tế năm 58 đấy thì ông ấy đã về và viết sông Đà. Và ông ấy đã viết cái tập tùy bút sông Đà này hoàn thành vào năm 1960. Tập tùy bút sông Đà này thì bao gồm 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phát thảo. Thì các em nhớ giúp cho chị là như vậy nha. Chúng ta có thể thấy được là về cái mục đích sáng tác ở trong cái tác phẩm Người lái đò sông Đà này thì chúng ta có thể thấy đó là gì ạ? Đó là nhà văn Nguyễn Tuân bằng ngòi bút của bạn của mình đã cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của thiên nhiên. vẻ đẹp của con người lao động cùng với một cái khát vọng về sự đổi mới của đất nước ạ. À. Được không nào? Và cái cảm hứng sáng tác ở đây đó là cảm hứng ngợi ca tự hào. Đó thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Ngợi ca tự hào. Rất ngắn gọn thôi ạ. À. Chỉ cần đến như thế thôi ạ. À. Và sau đấy viết luận điểm 1 Các bạn lắp cái phần đó vào giúp cho chị Là ok nhá Các bạn lắp vào Vừa ở phía trên là chị đã viết cái phần Dẫn đi từ tác giả rồi Bây giờ các bạn chỉ cần việc lắp vào là xong thôi Ok chưa nào Các em ơi Các em đã nắm được những cái nội dung mà chị Hiên vừa cung cấp chưa ạ Có khó với các em không ạ Khó hay là dễ đối với các bạn ạ Nào Khó hay là dễ ạ Chỉ cần như vậy thôi nhá Và các bạn cứ lắp vào Các bạn viết các bạn đã có cái phần giới thiệu về tác giả xong rồi thì các em chỉ cần đưa cái phần nội dung thông tin về hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm vào là ok ạ. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nha. Thì như chị nói này, chúng ta sẽ cần cái thông tin đó để làm gì? Nếu như các bạn soi chiếu ở trong ba đêm điểm của Bộ Giáo dục, thì các em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái ý, đó là khái quát thông tin về tác giả tác phẩm và cái ý khái quát thông tin về tác giả tác phẩm đó sẽ chiếm 0,5 điểm bình thường ạ thì có nhiều thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ đưa cái thông tin khái quát về tác giả tác phẩm đó lên trên phần mở bài nhưng mà như chị nói nhá chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta mở bài hay chứ không phải cứ nhất thiết phải đi từ tác giả tác phẩm và bản chất của phần mở bài thì các em cũng đã hiểu rồi đó là chúng ta sẽ chỉ cần nêu được vấn đề nghị luận thôi Đúng không ạ? Bản chất là chúng ta sẽ cần nêu được vấn đề nghị luận Đúng không? Thế nên là các bạn hãy nhớ là chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta đi Ai đó đã từng nói rằng đất nước có nhiều dòng sông Nhưng chỉ có một dòng sông để thương để nhớ Giống như cuộc đời của mỗi con người Có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo Dòng sông để thương để nhớ của mỗi người rất khác nhau Nếu như văn cao cả cuộc đời của mình gắn liền với dòng sông Lô Hùng Tráng Nếu Hoàng Cầm là nỗi nhớ khi ta đi ngang qua sông đuống trôi đi một dòng lấp lánh. Nếu hoài vũ cả cuộc đời của mình gắn liền với con sông vàm cỏ tha thiết trở phù sa. Thì họ thì người gì ạ? À, Nguyễn Tuân lại song hành cùng sông đà. Đi vào trái tim của bạn đọc qua à người lái đỏ sông đà. Ví dụ thế. Có rất nhiều cách. Và bản chất cái nội dung mà chúng ta đưa ra là gì? Chúng ta chỉ cần nêu được vấn đề thôi. Nên là chị nghĩ rằng là cái thông tin về tác giả và tác phẩm các em nên nên viết thành một luận điểm riêng Bởi vì bản chất chúng ta thấy rằng Cái luận điểm đó nó sẽ khá là giống với cái phần lý luận đấy Tại vì sao chị Yên lại nói rằng nó khá là giống với phần lý luận Bởi vì khi mà các bạn thấy được rằng là À tôi nêu ra ở đây được thông tin về tác giả tác phẩm ấy Thì rõ ràng là các bạn cũng sẽ thấy là Tôi hiểu hơn để cho bạn đọc của tôi sẽ hiểu hơn về à, Cha đẻ của đứa con tinh thần đó Đúng không ạ? Hiểu hơn về cái thời đại ra đời của cái tác phẩm đó Đúng không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Ok chưa ạ? À? Thì cũng giống như việc là Tại sao Nam Cao khi viết Trí Phèo Cuối cùng thì mặc dù thấy rằng Anh Trí là một người quá khổ Nhưng mà cuối cùng Cũng không còn cách nào khác Ngoài phải lựa chọn cái chết Cho nhân vật này Đúng không ạ? Mặc dù thấy được rằng là Anh Trí anh ấy quá khổ đi Nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn cái chết mà bởi vì thời đại lúc bấy giờ không cho phép nam cao được làm một điều gì hơn cả đúng không ạ không cho phép nam cao được làm một điều gì hơn cả thời đại lúc bấy giờ bắt buộc nam cao phải để cho nhân vật của mình dẫu rằng là khổ đấy dẫu rằng là cũng có cái ý định là đưa đôi bàn tay ra để làm gì ạ để nắm lấy bàn tay của trí phèo bằng cái tình yêu mặc dù có thể rất méo mó của thị nở đấy nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể làm được điều gì khác giữa một cái thời đại mà chúng ta thấy nhân dân ta phải chịu cái ách áp bức một cổ hai ba chồng đúng không ạ thì làm sao mà nam cao có thể làm khác được đó vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá thì chị thấy là kết luận điểm số một bản chất không phải là chỉ chúng ta chỉ viết cho nó có đâu mà bản chất ở đây chúng ta đang viết giống như kiểu là chúng ta đang thực sự là lý luận luôn đấy ạ đó chúng ta đang thực sự là là lý luận luôn đấy ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Được không ạ? À? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Ok chưa nào? Rồi, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại Với cái nội dung mà chị đang chia sẻ ở đây Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần hai la mã Đó là phần phân tích Đây sẽ là phần nội dung trọng tâm Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu Về hình tượng sông đà Các em ơi, nếu như mà các bạn muốn là Chúng ta có thể học tất cả những cái phần kiến thức cùng với chị Hiên thì các em có thể tham khảo khóa học VIP của chị nhé. Hiện tại thì chị cũng đang tuyển sinh cho khóa VIP 2 ạ. Và đối với những bạn nào mà đang tham gia ở trong buổi học ngày hôm nay thì chị xin được dành tặng cho các bạn một cái voucher giảm giá 200.000 cho khóa học VIP này nếu như mà các bạn có nhu cầu tham gia. Ngắn gọn như vậy thôi nhá Còn bây giờ quay trở lại đây các bạn sẽ nhìn thấy chúng mình có một cái nội dung trọng tâm này. Đó chính là hình tượng sông Đà. Thế thì các bạn có thể thấy là đối với hình tượng sông Đà thì các em cũng biết là trong người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân ý, thì chúng mình sẽ có hai hình tượng đúng không ạ? Một là hình tượng biểu trưng cho vẻ đẹp của thiên nhiên và hai là biểu tượng hình tượng biểu trưng cho vẻ đẹp của con người lao động đúng không nào? Thế thì ở đây các bạn có thể thấy nếu như xét về cái hình tượng sông Đà thì các em sẽ thấy là chúng ta sẽ có đây ạ à, nhìn này hai vẻ đẹp thấy không một là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo và hai là vẻ đẹp thơ mộng trữ tình thì chị có nói với các bạn rằng khi học sông đà ấy, mà các em máy bóc ấy các em bảo là các em phải học được ý này phải hiểu được ý kia thì không bao giờ các em học được sông đà chị nói luôn là như vậy chỉ có một cách học sông đà thôi còn đương nhiên là cũng có thể là các bạn sẽ có những cái cách khác hay hơn nhé nhưng mà chị có một cái cách khá là hay để cho các bạn có thể hiểu được về sông Đà. đấy là các em nên nghĩ rằng chúng ta đang trên một cái cuộc hành trình ạ chị nghĩ đấy sẽ là một cách rất hay để chúng ta hiểu. ạ nó sẽ kiểu kiểu như thế này nhá. các em nhìn này, nó sẽ kiểu như này. Ừ, có cái bút vẽ ở đâu nhỉ? À, nó sẽ kiểu kiểu như thế này. đây ạ. chị đang không có cái bút vẽ ở đây. Tức là nha. Các em sẽ hình dung ra. Đây các em sẽ hình dung ra giúp chị này. Các em sẽ hình dung ra giúp chị nhá. Chúng ta sẽ đây ạ. À. Đây chúng ta sẽ đi. Được không? Chúng ta sẽ đi một cái cuộc hành trình. Đó. Ok không ạ? À? Chúng ta sẽ đi một cái cuộc hành trình. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ đi một cái cuộc hành trình và ở trên cuộc hành trình này thì chúng ta sẽ gặp trước tiên là cảnh đá bờ sông được không ạ đó sông đá hung bạo trước nhé đá bờ sông đấy có những cái quãng mà đá bờ sông nó dựng vách thành nó rất là cao á tiếp theo nhá. chúng ta sẽ có mặt gành hát lò. các em ơi các em phải các em phải gì ạ các em phải tưởng tượng. Còn nếu bản chất mà các bạn học máy móc, các bạn sẽ không thể nào biết được đâu. Đi qua cái quãng đã bờ sông là đi đến quãng mặt gành hát lóng nhá. Đến quãng mặt gành hát lóng xong là đến đâu? Tà Mường Vát. Được không ạ? Tà Mường Vát. Và ở Tà Mường Vát này thì có một cái rất là nguy hiểm. Đó chính là những cái hút nước chết người. Được không ạ? chính là những cái hút nước chết người. Được không nào? Tiếp theo, đó là gì ạ? À, đó sẽ là đến thác nước. Và ở thác nước này thì chúng ta sẽ có trùng vi thạch trận. Thì các em sẽ hiểu này. Những cái ý này á sẽ cho chúng ta thấy được cái sự hung bạo. Qua đâu ạ? À? Cái sự hung bạo qua vẻ bề ngoài. Tức là chúng ta nhìn chúng ta cũng có thể thấy nhưng cũng cho chúng ta thấy được cái sự hung bạo thể hiện qua tâm địa đặc biệt là qua trùng vi thạch trận được không ạ à? thì đây chính là cái sự hung bạo được thể hiện qua tâm địa ok chưa nào còn lại ở phía trên là chúng ta nhìn là chúng ta đã thấy dữ dằn rồi chúng ta nhìn là chúng ta đã thấy nó giống như một cái loài thủy quái rồi được không ạ à? nhưng vấn đề là nếu như mà chỉ nhìn á thì mình sẽ không thể nào mình thấy được cái điều đó. Ok không ạ? Nếu mà mình chỉ nhìn thì mình sẽ không thể thấy được cái sự nguy hiểm và cái sự hung bạo đến một cái mức khủng khiếp là như thế nào đâu. Được không nào? Vậy nên là chúng ta có thể thấy được là gì ạ? Chúng ta còn phải nhìn cái sự hung bạo đó qua tâm địa nữa. Thế thì đối với cái việc đối với cái việc là chúng ta gì ạ? À chúng ta à chúng ta nói về sông Đà hung bạo thì chúng ta chỉ cần nhớ như vậy cho chị thôi. Rất là dễ để hiểu ạ Các bạn đừng đừng có bị máy Tức là các em đừng máy móc Rằng là tôi cần phải nhớ những cái ý này Nhớ những cái ý kia Các bạn nên coi tôi đang đi trên một cuộc hành trình Và trên cái cuộc hành trình này thì Tôi sẽ đi qua những cái điểm dừng chân này Được không ạ? Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Được không ạ? Đấy thì đấy là vẻ đẹp của sông đà hung bạo Còn lại đối với vẻ đẹp của sông đà trữ tình nhá thì các em thấy là chúng ta sẽ thấy thông sông Đà thơ mộng chữ tình thì sẽ được quan sát dưới các cái góc độ đó là nhìn từ trên cao này nhìn từ trong rừng đi ra này và ngồi trên thuyền ngắm nhìn dòng sông Đà có nghĩa là tôi nhìn tôi ngồi trên trực thăng tôi ngắm sông Đà tôi đang đi trong rừng cùng những người bạn của tôi ôi tôi nhìn thấy ố cái gì loang loáng thế kia à thì ra là sông Đà được không ạ à? tôi ngồi trên thuyền thuyền tôi trôi trên sông Đà. Ok chưa nào? Thì tức là đối với cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình thì mình sẽ phải quan sát trên nhiều góc độ thì mình mới phát hiện ra được. Còn lại, đối với vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo thì mình sẽ đi trên một cái cuộc hành trình. Được không ạ? Và đây sẽ là cái cuộc hành trình mà mình đi lên thượng nguồn đấy ạ. Nếu các bạn để ý. Nhá. Và các em sẽ chú ý giúp chị này. Thì ở đây chúng mình sẽ có đó là gì ạ? Ở đây chúng mình sẽ có nhá. Ở đây chúng mình sẽ có đó chính là à, chúng ta sẽ có những cái phân đoạn tương ứng đây ạ, à, tương ứng đối với những cái nội dung mà chị đã chia cùng với các em luôn. Và bản chất các em sẽ thấy là phân tích một cái một cái tùy bút nó rất là dễ luôn ạ. À. Nó không khó giống như chúng mình nghĩ đâu ạ. À. Nó rất là dễ ạ. Được không nào? Rất là dễ nhá. Không khó giống như các bạn nghĩ đâu ạ. À. Thì ở đây chị sẽ hướng dẫn các bạn Phân tích một cái hình tượng trong tác phẩm ký này. Thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là khi chúng ta phân tích một cái hình tượng trong tác phẩm ký, bản chất nha, là các em chỉ có mỗi thứ nhất, sông Đà. Thứ hai, người lái đò sông Đà. Và trong ai đã đặt tên cho dòng sông thì các bạn có thêm gì? Sông Hương thế thôi. Đúng không ạ? Thế thì các em sẽ chú ý giúp chị ở đây là chúng ta sẽ cần phải có một cái phần tức là khi chúng ta phân tích một cái hình tượng trong tác phẩm ký á thì chúng ta sẽ cần phải có đó là hai ý. Ý thứ nhất là giới thiệu chung về hình tượng và ý thứ hai là vẻ đẹp của hình tượng. Ok chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Hiên này. Chúng ta sẽ có giới thiệu chung về hình tượng nha. Thì chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan tới lai lịch Được không ạ? À? Và đặc điểm riêng biệt Thế thôi Được không ạ? À? Còn vẻ đẹp hình tượng thì chính là cái bảng trên này này Đúng không? Là vẻ đẹp gì đấy? Hùng vĩ hung bạo Và thơ mộng chữ tính Ok chưa? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị là lai lịch của cái con sông này thì sẽ là gì khai sinh cái này các bạn phải đọc các bạn phải đọc toàn bộ ký nha còn nếu các bạn không đọc thì chị hiên cung cấp luôn ạ à. khai sinh ở huyện cảnh đông tỉnh vân nam trung quốc được không ạ à? tên gọi ban đầu là ly tiên khi đi qua một vùng núi ác xin nhập quốc tịch việt nam trường thành mãi trường thành mãi đến ngã ba trung hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Được không ạ? Và đặc điểm riêng biệt thì được thể hiện qua đâu? Chú ý này, lời đề từ. Đó. Nhớ cái câu thơ của Nguyễn Quang Bích không ạ? Chúng thủy sai đông tàu, đà giang độc bắc lưu. Có nghĩa là gì? Mọi dòng sông đều đổ theo hướng đông. Duy chỉ có sông Đà Chảy theo hướng Bắc Đó Và chúng ta thấy được rằng là Đây là một cái điều rất là độc đáo Của con sông Đà Và cái sự độc đáo đó nó cũng rất phù hợp Với cái sự độc đáo của Nguyễn Tuân Chính vì vậy Mà người ta mới nói rằng Nguyễn Tuân và sông Đà Độc đáo tìm độc đáo Ok chưa ạ à? Nguyễn Tuân và sông Đà Độc đáo, tìm độc đáo Các em ơi có dễ nhớ không ạ? À các bạn ơi À các bạn có dễ nhớ không ạ? Nguyễn Tuân và Sông Đà Độc đáo, tìm độc đáo Ok chưa ạ? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé